Sắp xuống luôn luôn. Thấy người ta mang đi mà. Đó, người ta mang vô kìa. Đi đỏ không Dương? Dạ đi qua bên đây thôi hả? Đi qua bên đây. Nhưng mà qua đó là phải bỏ dép mình luôn rồi. Mang dép không? Mang dép vào đó vô. Dạ. Ừ, có dép. Ở đó có dép, dép cho mình thẳng. Mình phải cầm dép vô, nó cho mình vô. Xin giờ hai bà dì lên Đại Nam giờ ngồi đây đuối rồi đông đông mà đây lên dốc đứng về nha lên đi vòng ở sau quay mấy cái hòn Nam Bộ đẹp lắm chị vòng ở sau nó khỏi vô chính điện mất cái măng dài măng vớ vô vòng ở sau mang dép vô đi bình thường mang dép vô đi vô rồi vô đây rồi đi vòng vòng ngoài rồi có vô thì lấy rồi cầm dép vô còn ấy đi vòng vòng qua rồi ấy đi vòng ngoài rồi. À, cảm ơn vòng vòng chính điện đó chấm điện đi bên hông chấm điện đến khác lần là chấm điện cô xuống đi con quay lên rồi nó bàn uống trà đó giờ tới hang nè
đó mình đi đó là đang xây cắt cái tháp ở trên đá. Rồi. Trầu quá trời đó, ha. Đó. Đó chị quay mấy cái hồng năm bộ mình đẹp đi chưa? Đó trầu nữa nè. Đại sơn yến ngự thiên ngô hiếu. Trầu. Trầu. Trầu không á. Vậy đâu có ai hái ha. Ở đây phải giữ cái này đó. Lam lĩnh quanh ta đoạn xa cổ thiên. Mà cũng phải hái nó sung ha. Đi trầu quấn cái trầu. Đó, chim kêu ở cả nhà. Yến ở yến. Nó làm vậy là vô tình cái yến vô nó ở ra thành ra mình nuôi yến nha. Yến. Đó, chim yến á. Mình nuôi chiều xuống rồi nó còn quay. Nó còn đông nữa. Khu vực nguy hiểm cắm vào. Có cái tàu đi qua đó hồi đó nó cho đi mà giờ nó vào. Giờ nó để vẫn cắm mà. Vậy là anh bị cái sự cố gì rồi không hả? Đó, ta trồng trầu ha. Trầu cao là ý nghĩa là trầu cao, cao đi kèm với trầu. Trồng trầu. Đất thành kim, đất lành kim đậu. Đất lành kim đậu, đàn yến quay về núi ngũ hành, như trời nợ biển nước trăm anh. Tiếc xương như dặn lên đôi. Thank you.
dành cho cái hậu, dành cho nó như sao, cho con nó làm gương cho đó, làm cho nó sống với nó. Lên đây bác rồi dưới này lấy, dạ. Còn anh lấy rồi con. Dạ dạ, em đi ra bên kia. Lên